gốc hay không quan trọng, ở đâu cũng được, quan trọng là bản lĩnh, hiểu không? Thấy chưa? Mấy anh em của thấy chưa? Mấy anh em đang sắp xếp hết rồi. Sắp gì ấy thôi, đã biết địa chỉ nó đâu, hỏi địa chỉ vị trí nó thằng con sói nó cho đâu, đã biết là được. Thằng chỉ cần mấy phát là anh em lên đường thôi. Thằng sắn này nó bây giờ nó gọi nhà tiên bịp đâu, nó làng khác, xã khác mà nó trong Kiên Thụy nhưng nó đang đâu. Vâng, từ ấy thì anh cứ bới anh em phát là anh em lên đường luôn này. Để xuống nói chuyện với nó xem để xem nó làm gì thôi chứ mình không phải mình may động gì đâu em phải chưa? Ý là xuống nhà nó xem là cửa nhà nó xem nó làm gì không. Mẹ cái loại đến tận nhà em cứ ấy đi, bà anh em ăn uống đi, là nếu chiều mà hỏi là cái chỗ nó ở nhưng nó không ở nhà chỗ anh Tiến nhà chỗ khác rồi, sau mình đi nha. Đi thoải mái, đằng nào đi du lịch luôn, xuống Đồ Sơn chơi. Ừ, bạn mấy anh em lại ăn cơm đi. Bảo bọn chào chị Phương nhá. Sắn. Bản lĩnh của Khánh bao tiền 1 kg á? Ý là bảo là thịt móm 5 triệu một chỉ nhá. Chỉ 5 triệu này. Cả ông cứ thần thánh hóa mấy cái thằng trên mạng, phải gặp nhau mới biết được là đội nào với đội nào. Chưa yeah. Hôm đó gặp ông này điên, đàn khách cai nó hàng chùm ở Bắc Linh luôn. Gọi lúc nào được mấy chục anh em, nếu mà vào việc luôn, tôi chở bạn lên luôn. Đúng anh qua anh nói khuyết, tôi chở bạn lên nên luôn bạn. Khẹt thấy còn anh là cấp anh Hồ Văn Khoai tôn trọng cao không anh em, chào tọa lộ nhá.